Chào các bạn. Hôm nay là một ngày rất là vui và ý nghĩa với Tú. Các bạn có biết là ngày gì không nè? Đây là ngày kỷ niệm một tháng bên nhau giữa Tú và người thương. Kể từ khi mà có em ấy ở trong cuộc đời, mỗi ngày với Tú là một ngày rất là vui vẻ, mát mẻ và sảng khoái. Cứ mà mỗi khi đi làm về á, gặp mặt em ấy một cái là bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi hết. Thương lắm. Và ngày hôm nay Tú thấy là trời cũng rất là đẹp, nên là Tú muốn ra mắt em ấy cùng với lại tất cả các bạn. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, ta-da! Đây, người thương của Tú đây. Chiếc máy lạnh Toshiba H10D2. Bất ngờ chưa? Trong những tháng ngày thời tiết oi bức như thế này, người yêu của tôi không có. Nhưng mà máy lạnh là phải có một em nha. Chiếc máy lạnh này là Tú mua để thay thế cho chiếc máy lạnh cũ. Nó đã hiện diện ở đây từ khi mà Tú dọn về lận. Đây là phòng trống ở trong nhà của người thân cho Tú ở nhờ, không lấy tiền nên là mới có tiền để mà trang bị đầy đủ nội thất cho mình nữa chứ. Trước đây chiếc máy lạnh cũ nó hay bị nhiễu nước, còn có mùi khó chịu và chạy ồn ào nữa. Tú thường xuyên tốn công lau chùi sàn nhà, tối ngủ cũng không được yên giấc. Ráng sửa tới sửa lui mấy bận, tốn bao nhiêu là tiền mà mỗi lần sửa mình phải ở nhà canh cho người ta làm nữa, mất thời giờ lắm. Chưa kể là nó không có tiết kiệm điện, cuối tháng trả tiền là bao phê luôn, nên thôi Tú quyết định mua máy mới luôn cho rồi. Lúc này bắt đầu mới là gian nan vì mình không có biết chọn cái loại nào, số tiền cũng có giới hạn thôi. Tuy nhiên quan điểm của Tú là mua một lần là xài cho đáng luôn, có mắc hơn chút xíu cũng không sao, mà lựa chọn phải tối ưu, cụ thể là tiết kiệm tiền và thời gian để không phải gặp lại những vấn đề mà chiếc máy lạnh cũ mang lại cho Tú nữa. Tình cờ trong một lần lướt YouTube thấy quảng cáo máy lạnh của Điện Máy Xanh gì mà có tài trợ ống đồng, rồi miễn phí không lắp đặt, tặng thêm quà các kiểu nữa. Tú thích quá nên vô coi luôn. Tú đã dùng bộ lọc tính năng trên trang web Điện Máy Xanh á. Phòng Tú thì đâu đó khoảng 15m² thôi, nên là mình tìm mua loại một ngựa, rồi thêm tiết kiệm điện các thứ. Và rất hên là ra được một chiếc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình luôn. Giá tiền thì cũng vừa phải thôi nên hốt luôn. Mà lúc đó là thích thì mua thôi chứ không biết là khi xài sẽ như thế nào. Nhưng mà cho tới bây giờ Tú biết mình đã chọn đúng. Để Tú kể cho các bạn nghe những điều hay ho mà Tú đã trải nghiệm cùng với em ấy trong suốt thời gian vừa qua ha. Nó cũng giống như là một bộ phim nhiều tập về chủ đề tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian. Hồi ban đầu khi mà Tú mua em nó thì cũng không quan tâm là em nó đẹp hay là nó xấu. Nhưng mà bây giờ khi mà nằm lên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ về chuyện đời, chuyện người, vô tình chạm mặt phải em nó thì nhìn thấy em nó cũng ổn áp lắm chứ bộ. Dáng gọn, mặt xinh nè, da màu trắng ngọc trinh ngọc trai rất là dễ thương, làm cho căn phòng sáng sủa hẳn ra. Dòng này tuy không có màn hình để cho biết là máy lạnh đang ở nhiệt độ bao nhiêu, nhưng mà bù lại nó được trang bị một bộ đèn báo đang hoạt động. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy dòng chữ inverter cho biết máy lạnh này có công nghệ inverter tiết kiệm điện. Nhưng mà đặc biệt nha, công nghệ inverter trên chiếc máy lạnh Toshiba này không giống với bất kỳ chiếc máy lạnh nào khác, bởi vì nó là hybrid inverter. Với những chiếc máy lạnh inverter thông thường thì nó chỉ có khả năng điều chỉnh công suất làm lạnh bằng cách thay đổi tốc độ quay của máy nén. Còn ở chiếc máy lạnh Toshiba và ở công nghệ hybrid inverter này thì nó sẽ cải tiến vượt trội từ công nghệ biến tầng này. Khả năng của hybrid inverter là làm lạnh ổn định, giúp tiết kiệm tới 50% điện năng tiêu thụ, rồi giữ cho máy lạnh không rơi vào tình trạng hoạt động quá tải, giúp tăng tuổi thọ. Từ đó nó sẽ tác động đến các vấn đề là chi phí và thời gian, đúng như tiêu chí ban đầu để Tú chọn mua một chiếc máy lạnh. Đó là tập 1. Và ngoài công nghệ hybrid inverter ra, khi nhắc đến chiếc máy lạnh Toshiba còn có một công nghệ khác nữa độc quyền, đó chính là Magic Coil. Chờ Tú xíu nha. Đây nè các bạn, cái này thì Tú đã từng mở ra rồi, cũng rất là dễ dàng để chúng ta có thể bung phần nắp dàn lạnh này ra. Đây. Và sau đó thì các bạn có thể dùng máy hút bụi của mình để tự vệ sinh rất là nhanh chóng. Với những chiếc máy lạnh thông thường không có công nghệ Magic Coil thì những hạt bụi cũng như là những tác nhân gây hại siêu nhỏ sẽ bám vào các lá nhôm của dàn lạnh. Từ đó chúng sẽ theo luồng gió máy lạnh thổi ra và có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường hô hấp. Với công nghệ Magic Coil thì những hạt bụi cũng như là những tác nhân gây hại siêu nhỏ này sẽ không thể bám vào dàn lạnh, bởi vì những chiếc lá nhôm này nó đã được phủ một lớp rất là đặc biệt. Như vậy nhờ có công nghệ Magic Coil mà máy lạnh của chúng ta sẽ ít bị dơ hơn, giúp cho hạn chế số lần vệ sinh cũng như là sử dụng dịch vụ vệ sinh bảo trì, hạn chế nấm mốc, mùi hôi khó chịu, các tác nhân gây bệnh. Có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ ít gặp phải các bệnh lặt vặt.
ít phải đi mua thuốc, ít phải lùi tới bệnh viện, từ đó giúp chúng ta tiết kiệm tiền và thời gian. Đó là tập 2. Và khi mà nhắc tới vấn đề vệ sinh thì chiếc máy lạnh của Tú còn có khả năng tự động vệ sinh nữa đó. Ghê chưa? Cụ thể là khi chúng ta tắt máy thì quạt bên trong vẫn hoạt động thêm 20 phút nữa. Lúc này thì đèn cleaning sẽ bật sáng báo cho chúng ta biết em nó đang làm vệ sinh, giúp thổi cho dàn lạnh được khô hẳn. Từ đó bọn nấm mốc sẽ không còn chỗ ẩm ướt để phát triển nữa, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó, dàn lạnh khô thoáng, không tích nước, không rơi nước xuống sàn nhà, giúp hạn chế công lau chùi. Tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm tiền. Đó là tập 3, để dành thời gian đầu tư cho chuyện khác. Còn bây giờ là tiết kiệm tập 4 nha. Khi mà chúng ta xem tin tức á, thì chắc chắn các bạn cũng biết không khí của chúng ta đang gặp tình trạng ô nhiễm rất là nhiều. Và Tú cũng là người quan tâm tới vấn đề này, bởi vì sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất. Có sức khỏe chúng ta có thể làm việc tốt nè, có thể tận hưởng cuộc sống nữa. Nhưng khi mà mua chiếc máy lạnh này á, Tú chưa quan tâm tới vấn đề lọc không khí của em nó đâu. Nhưng khi về sử dụng, Tú mới rất là bất ngờ khi phát hiện ra rằng em nó có bộ lọc không khí mang tên IAQ với 3 màu và 3 lớp như thế này. Có thể lọc được nhiều loại vi khuẩn, trong đó có một vài cái tên đình đám, ví dụ như là vi khuẩn tụ cầu vàng gây bệnh về da và mũi họng nè, vi khuẩn E. coli gây bệnh đường ruột, và còn có cả bụi mịn PM2.5 nữa. Trên mọi tấm lọc IAQ của chúng ta có đến hai tác nhân, cái tên gì dài quá Tú cũng không nhớ nữa, thôi bây giờ Tú gọi là enzyme nha, và tinh thể bạc AG. Nó có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của vi khuẩn virus. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta nghe tới tinh thể bạc thì mình cảm thấy rất là xịn rồi ha. Tinh thể bạc thì có nó khả năng là nó khử những cái mùi hôi khó chịu và những cái lợi ích mà Tú có chia sẻ vừa nãy rồi. Một bầu không khí trong lành thì hạn chế được các bệnh về hô hấp. Không bị bệnh thì không cần phải uống thuốc, không đi bệnh viện, tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian. Chịu khó một xíu chứ khoảng 2 tuần chúng ta sẽ đem bộ lọc này đi vệ sinh một lần. Với tấm lưới này các bạn chỉ cần dùng khăn ướt mình lau sạch đi, sau đó để khô. Còn với bộ lọc IAQ này các bạn chỉ cần phủi bụi đi là xong. Tôi có đọc hướng dẫn thì thấy cái tấm IAQ này chúng ta phải thay mới sau 1000 giờ sử dụng. Có nghĩa là nếu như Tú mở máy lạnh 10 giờ trong một ngày thì mình có thể sử dụng nó đến 3 tháng. Như các bạn thấy đó, tất cả những công nghệ mà Toshiba trang bị lên chiếc máy lạnh của mình đều hướng tới chuyện tiết kiệm, vừa thời gian lẫn tiền bạc. Tất cả đều giống như tiêu chí ban đầu mà Tú tìm mua một chiếc máy lạnh, không sai vào đâu được. Còn bây giờ thì tính năng của em nó sẽ như thế nào? Tất cả đều nằm ở đây. Tú có thể giao tiếp với nó thông qua một chiếc remote bé bé xinh xinh như thế này. Cần gì thì cứ bấm ở trên đây. Ví dụ như muốn máy lạnh tự động thổi gió nhịp nhàng lên xuống, Tú sẽ bấm vào nút Swing ở đây. Còn trong trường hợp sợ gió máy lạnh thổi trực tiếp vào người sẽ gây ra bệnh, Tú sẽ bấm vào nút Fix nhiều lần để chọn hướng gió thích hợp. Đây được gọi là nút cố định hướng gió, rất là tiện lợi. Trên chiếc remote của chúng ta có những nút chức năng rất là hay như thế này. Ví dụ như là nút High Power. Đây là nút làm lạnh nhanh. Ví dụ như thời tiết nó đang rất là nóng nực như thế này mà Tú muốn được hưởng ngay làn gió mát, thì Tú chỉ cần ấn vào nút này, máy sẽ nhanh chóng tăng công suất hoạt động, làm giảm nhanh chóng 3 độ và làm mát căn phòng của mình một cách nhanh chóng nhất có thể. Sau đó thì máy sẽ trở về mức bình thường, bởi vì lúc này thì căn phòng của chúng ta đã mát mẻ hơn rồi, không cần phải chờ đợi lâu như những dòng máy thông thường khác. Bên cạnh đó còn có nút chức năng Eco nữa. Vậy thì chức năng của nút Eco này là gì? Ví dụ như ban đêm đi, Tú bật máy lạnh để đi ngủ cho dễ chịu, nhưng mà giữa đêm thì có khi lạnh quá mình phải thức dậy để điều chỉnh nhiệt độ lại. Nhưng mà với chức năng Eco này, máy sẽ tự động tăng 1 độ sau thời gian 1 tiếng và sẽ tăng tối đa là 2 độ. Ví dụ như là Tú ngủ lúc 11 giờ tối chọn 25 độ, kích hoạt thêm Eco thì tới 1 giờ sáng sẽ là 27 độ và duy trì cho tới sáng. Ở mức nhiệt độ này thì Tú thấy đã phù hợp với cơ thể của mình rồi, và công suất hoạt động của máy cũng vừa phải nữa. Các bạn có thể thấy vừa không hại sức khỏe, vừa tiết kiệm điện, quá là tuyệt vời. Và có thêm một chức năng nữa mà trong suốt quá trình sử dụng máy Tú đã tìm hiểu trong sách hướng dẫn, đó chính là chức năng Only Fan. Chức năng này thì nó chỉ thổi ra luồng gió thông thường mà không làm lạnh. Nó được kích hoạt khi mà chúng ta bấm vào nút mode này. Bấm khi nào thấy biểu tượng quạt và màn hình không còn hiển thị con số nhiệt độ nữa là đã vào chức năng Only Fan. Tất nhiên là nó sẽ không tiện lợi như là quạt điện thông thường, thế nhưng cũng rất là mát, và chúng ta có thể dùng nó ở trong những ngày không quá nóng, vừa có gió hiu hiu nhẹ nhẹ lại vừa chạy điện ít hơn nữa. Ngoài ra còn có một số tính năng rất là tiện lợi, ví dụ như là tính năng hẹn giờ tắt máy từ 30 phút cho đến 12 giờ. Bên cạnh đó thì còn có tính năng là tự khởi động lại khi bị ngắt điện. Tôi thấy là tính năng này rất là hay. Ví dụ như ban đêm khi mà chúng ta ngủ chẳng hạn, mình bị cúp điện đi thì máy lạnh sẽ tắt luôn. Khi đó phòng nóng lên, mình ngủ mê man, giật mình thức dậy,
lưng coi như là ướt đẫm mồ hôi luôn. Nếu mình có cái tính năng này nữa thì đỡ biết bao nhiêu ha. Đó, các bạn có thể thấy rất rất là nhiều tính năng thú vị. Bởi vậy mê ẻm lắm. Ngày nào mà không xài là coi như là chịu không nổi á. Mà nãy giờ các bạn có thắc mắc là em máy lạnh nhà Tú dùng ga loại gì không nè? Bật mí luôn, đó là ga R32. Loại này thì bây giờ cũng khá là phổ biến trên máy lạnh rồi. Vì hiệu suất làm lạnh lớn nên là làm lạnh cũng nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng nữa. Quan trọng là nó còn thân thiện với môi trường. Tuy đâu đó vẫn còn một số thiếu sót như là không có màn hình hiển thị nhiệt độ ở trên nắp dàn lạnh, cũng như là remote không có đèn nền. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng ban đêm á, thì ngoài cách sử dụng cái độ sáng ở trên màn hình điện thoại để soi vào thì không còn cách nào khác. Và bên cạnh đó thì có tính năng hẹn giờ, nhưng mà chỉ là hẹn giờ tắt, không có hẹn giờ mở. Đó, chỉ có một số lấn cấn như vậy thôi. Chứ nãy giờ các bạn có thể thấy chiếc máy lạnh của Tú có thể nói là tiết kiệm thời gian và tiền bạc toàn tập luôn nha. Nãy giờ khoe em máy lạnh yêu quý của mình cũng nhiều rồi ha. Thôi nếu như các bạn có nhu cầu về máy lạnh thì có thể để ý tới em này giống như Tú vậy đó. Bây giờ thì cũng sắp tới giờ Tú phải đi ra ngoài rồi. Tiện thể mình cho em nó nghỉ ngơi xíu chứ. Thôi chứ mình cả đêm rồi còn gì nữa. Thôi bây giờ chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.